Truyện ngắn Người mẹ không quen biết của Nguyễn Thị Thanh Dương. Người đàn bà lớn tuổi nhếch nhác, tay cầm chiếc nón lá, tay xách cái ba lô bộ đội màu đã cũ. Bà ghé vào một nhà hỏi thăm. Cô ơi, cho tôi hỏi nhà ông bà Minh Vũ, họ đi đâu cả rồi? Nhà ông Minh Vũ sát nách nhà cô hàng xóm. Sáng nay ông bà đi vắng nên cổng đã khóa. Cô nhìn qua cách ăn mặc của người đàn bà và nghe giọng nói cũng đoán được. Bác từ ngoài Bắc vào thăm ông bà Minh Vũ hả? Ông bà đi vắng, chút nữa mới về. Ôi, thế thì tôi phải đợi thôi. Tôi đáp tàu hỏa từ Bắc vào đây cô ạ. Vậy thì mời bác vào nhà cháu, ngồi chơi đợi ông bà Minh Vũ về. Cô rót một ly nước trà mời bà khách của hàng xóm. Bà khách bắt chuyện. Cô ở đây lâu chưa? Ý tôi là cô hàng xóm với ông bà Minh Vũ lâu chưa? Lâu lắm rồi bác. Cháu chơi với Minh Tâm, con út của ông bà Minh Vũ, từ ngày còn bé đến giờ. Tình hàng xóm giữa bố mẹ cháu và ông bà Minh Vũ rất thân thiết. Bà khách hỏi lại, thế thằng Minh Tâm cũng ở đây với bố mẹ từ ngày ấy đến giờ nhỉ? Dĩ nhiên rồi, hai ông bà Minh Vũ đều thương yêu và cưng chiều Minh Tâm lắm. Chưa ai sung sướng bằng Minh Tâm, còn út mà cứ như con một ấy. Người đàn bà thoáng đăm chiêu im lặng. Cô hàng xóm chẳng biết nói gì thêm. Cô thấy thằng Minh Tâm thế nào? Nó giống bố hay mẹ? Cháu thấy Minh Tâm giống ông Minh Vũ ở cái cao ráo. Bà khách nửa đùa nửa thật. Thế cô thử nhìn xem Minh Tâm có giống tôi tí nào không? Bây giờ cô hàng xóm mới nhìn người đàn bà kỹ hơn. Minh Tâm giống bà ở đôi mắt mí lót và cái miệng hơi rộng, nhưng không kém phần duyên dáng, dễ mến. Bà này tuổi trẻ chắc có một thời nhan sắc. Vâng, Minh Tâm có vài nét giống bác. Vậy bác là họ hàng về phía ông hay bà Minh Vũ? Bà khách bắt lấp lửng. Họ hàng xa ấy mà. Ông bà Minh Vũ về đến nhà, thế là người đàn bà vội cảm ơn và từ giã cô hàng xóm để sang bên ấy. Ông bà Minh Vũ có ba người con, một trai, một gái lớn, đã lập gia đình ở riêng. Cả hai sự nghiệp vững vàng và giàu có. Chỉ còn hai ông bà với cậu trai út Minh Tâm. Bà ở nhà quán xuyến một cửa hàng tạp hóa ngay gian nhà trước. Ông làm công chức, nay đã nghỉ việc. Kinh tế gia đình khá giả. Cậu út tha hồ được bố mẹ cưng chiều. Cậu út cũng thành đạt như anh chị. Minh Tâm tốt nghiệp bác sĩ y khoa, xin được vào làm ngay tại bệnh viện đa khoa Bà Chiểu, chẳng phải xa cha mẹ ngày nào. Bà Minh Vũ thường hãnh diện nói với hàng xóm, thằng Minh Tâm có hiếu lắm, nó bảo sẽ ở với bố mẹ cả đời, cô nào lấy nó phải chấp nhận điều kiện ấy. Minh Tâm đẹp trai, học giỏi như thế, cha mẹ nhà cao cửa rộng như thế, thì cô nào dám từ chối điều kiện thường tình ấy. Nghe đâu Minh Tâm đang yêu một cô gái là ái nữ một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở Sài Gòn. Chuyện nhà ông bà Minh Vũ đẹp toàn vẹn như trong tiểu thuyết. Cả ông bà Minh Vũ đều ngạc nhiên khi thấy người khách lạ bước vào nhà. Vài phút sau, ông Minh Vũ còn ngờ ngợ, có phải bà là bà Thi? Bà Minh Vũ đã nhận ra, chào bà Thi, mời bà vào nhà. Bà khách chậm rãi lên tiếng, vâng, tôi xin chào hai ông bà. Bà khách kín đáo ngắm nghía quanh nhà. Ngôi nhà cao ba tầng lúc nãy đã làm bà choáng, bây giờ vào bên trong nội thất trang trí lịch sự sang trọng càng làm bà khách choáng thêm. Bà cay đắng nghĩ thầm, sao mà số họ cứ mãi giàu có sung sướng thế nhỉ? Bà Minh Vũ hỏi, chắc bà vào Nam thăm người thân họ hàng và ghé thăm chúng tôi luôn thể. Chúng tôi mừng thấy bà vẫn khỏe mạnh. Tôi chẳng có tiền bạc và thời gian đi vào tận đây thăm họ hàng nào cả. Bà khách buông câu nói lững lờ, dường như để cho chủ nhà thấm thía rồi mới nói thêm.
nghe người làng vào Sài Gòn. Về kể ông bà khá giả, thằng Minh Tâm làm bác sĩ tôi mừng lắm. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có được người con trai tài giỏi như thế, nên tôi mới lặn lội đường xa vào thăm con để xem mặt mũi nó ra sao. Ông bà Minh Vũ cùng nhìn nhau, cùng một câu hỏi trong đầu, không biết bà Thi vào thăm con, hay vì mục đích gì qua câu nói vừa rồi. Khách bắt vào thăm nhà ông bà Minh Vũ như những nhà khác sau năm 1975. Bà ở lại nhà ông bà Minh Vũ vì không có họ hàng nào khác. Họ tiếp bà như một người làng, và hơn thế nữa, như một người thân trong họ. Ông Minh Vũ xưa là công tử con nhà giàu nhất trong làng, học giỏi nhưng cũng giỏi ăn chơi bay bướm. Cha mẹ cưới cho ông một bà vợ, con nhà gia giáo hiền thục để kềm giữ bước chân hoang đàng của ông, nhưng không hiệu quả gì. Ăn ở với vợ hai mặt con, ông Minh Vũ vẫn chứng nào tật ấy. Ông mê đánh bạc và mê đàn bà. Ông mê. Và đã gặp bà Thi trong một chiếu bạc. Hai người kề vai tựa mái nhau trong chiếu bạc mà nên tình. Mối tình đắm say cả làng đều biết. Bà Thi có thai đẻ ra thằng con trai. Bà một mực bắt ông Minh Vũ cưới bà làm thê thiếp. Nhưng cha mẹ ông Minh Vũ đời nào chấp thuận. Một người đàn bà bị chồng bỏ vì ăn chơi bạc mạng, rồi lan chạ với hết người này đến người kia, về làm dâu con trong nhà mình, dù là ngôi vị dâu chứ không chính thức. Bỗng Minh Tâm xuất hiện. Chàng đang từ cầu thang bước xuống. Ông bà Minh Vũ và bà Thi cùng giật mình sửng sốt. Con chào bố mẹ, chào dì Thi. Bà Minh Vũ lắp bắp. Kìa con, chưa đi làm sao? Vâng, sáng nay con mệt nên nghỉ ở nhà. Bà Minh Vũ càng bối rối và lo lắng. Mẹ sơ ý quá, cứ tưởng con đã đi làm. Thế con đã nghe những gì rồi? Tình cờ khi con bước xuống vài bậc thang lầu, nghe cha mẹ và dì Thi nói chuyện, con càng tò mò nghe thêm và hiểu hết câu chuyện. Không ai bảo ai cả, ông Minh Vũ và bà Thi cùng nín lặng, chờ đợi Minh Tâm nói tiếp. Chàng hướng về phía bà Thi. Thưa dì, tôi xin lỗi phải gọi thế, dù bây giờ tôi đã biết dì là ai, nhưng tôi khó có thể gọi dì là mẹ. Khi bỗng dưng một người mẹ không quen biết xuất hiện, đã làm tôi ngỡ ngàng, và càng làm tôi ngỡ ngàng, đau đớn khi người mẹ ấy đem tôi ra làm vật đổi chác bằng tiền. Ngày xưa dì còn trẻ, hư hỏng và nông nổi bỏ rơi tôi. Hôm nay, dì đã bỏ rơi đứa con của dì thêm một lần nữa, vô tâm hơn, tàn nhẫn hơn. Chàng xúc động nghẹn lời, mãi mới nói tiếp được. Bây giờ dì có ra ngoài đường hét to lên cho cả khu phố hay cả thế giới này biết tôi là đứa con nhân tình nhân ngãi của dì với cha tôi ngày xưa cũng không làm tôi xấu hổ hay đau đớn thêm nữa. Minh Tâm lấy lại bình tĩnh hơn. Nhưng thưa dì, tôi vẫn thương cảm cảnh ngộ cuộc đời của dì. Ngoài bố mẹ tôi cũng sẽ giúp đỡ dì một món tiền để dì sửa chữa lại căn nhà. Chàng đi lên, lấy tiền và mang xuống đưa cho bà Minh Vũ. Mẹ đưa số tiền này cho dì Thi dùm con. Bây giờ cũng phải đi làm, còn hơn ở nhà sẽ buồn thêm và mệt mỏi thêm. Minh Tâm quay qua bà Thi. Chào dì, chúc dì về nhà bình an. Bà Minh Vũ gom số tiền của ông bà và Minh Tâm gói mạnh giấy báo và bỏ vào bịch ni lông gói ghém, cột lại cẩn thận trước khi trao tận tay bà Thi. Ngoài món tiền, bà Minh Vũ còn mua mấy bộ quần áo mới làm quà cho con cháu bà Thi. Cái ba lô cũ của bà Thi lúc mới đến lèo tèo vài bộ quần áo cũ, nay đã căng đầy, lại thêm một túi xách đầy quà của chủ nhà. Ăn bữa cơm trưa vội vã xong, bà Thi từ giã ra về. Khi bà Minh Vũ vào dọn dẹp lại căn phòng của bà Thi,
thì thấy gói tiền bọc trong bao ni lông vẫn nằm giữa giường. Tưởng bà Thi bỏ quên, nhưng bên cạnh là một mẩu giấy ghi vài ba hàng. Tôi xấu hổ quá. Có lẽ cuộc sống nghèo khổ và cái xã hội thiếu tình người bao nhiêu năm nay đã biến tôi thành con người xấu xa đê tiện. Tôi ghen tức khi thấy ông bà hạnh phúc sung sướng. Tôi tham lam mờ mắt khi thấy ông bà nhà cao cửa rộng. Minh Tâm, con cho phép mẹ được một lần xưng hô với con thế này. Con đã được ông bà Minh Vũ nuôi dạy thành người tử tế. Con tử tế gấp trăm, gấp nghìn lần mẹ. Hãy tha lỗi cho mẹ. Tôi để lại món tiền này vì tôi đã nhận món quà khác. Một món quà vô giá từ ông bà Minh Vũ và Minh Tâm. Đó là lòng tử tế, bao dung. Ngày 13 tháng 4 năm 2017.